Sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày ngày 22 tháng 6 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức nước Cộng hòa Pháp. Từ Biarritz, máy bay hạ cánh xuống sân bay Le Bourget Le của thủ đô Paris nơi diễn ra lễ đón tiếp trọng thể với những nghi thức quốc gia. Bộ trưởng Hải ngoại Pháp cùng nhiều thành viên trong chính phủ, đông đảo nhân dân Pháp và bà con Việt Kiều đã nghênh tiếp. Đoàn lưu lại tại khách sạn e a Ngay tại sân bay, bác đã nói đại ý, Cảm ơn chính phủ và dân chúng Pháp tiếp đãi một cách long trọng, mong sau này hai dân tộc Pháp và Việt cộng tác một cách bình đẳng, thật thà và thân thiện. Ngày 22 tháng 6 năm 1947, trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài về vai trò của trí thức, bác khẳng định, trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc. Ở nước khác như thế, ở Việt Nam càng như thế. Địa vị những người trí thức ái quốc Việt Nam sẽ là cùng với toàn thể đồng bào kiến thiết một nước Việt Nam mới, một nước Việt Nam thống nhất và độc lập, dân chủ, tự do, hạnh phúc. Ngày 22 tháng 6 năm 1948, báo cứu quốc đăng thư của bác gửi các khu về dịp kỷ niệm 1.000 ngày kháng chiến, ngày 23 tháng 9 năm 1945. Đồng bào toàn quốc đã đứng dậy làm một khối sau lưng chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để chống lại bọn thực dân Pháp xâm lăng vào bờ cõi miền Nam đất nước ta. Để nhớ đến bao nhiêu chiến sĩ và đồng bào Nam Bộ và miền Nam Trung Bộ đã bỏ mình vì nước trên bãi chiến trường hoặc dưới sự tàn sát của quân giặc. Để ghi công những chiến sĩ đã tiên phong giữ vững nền độc lập và thống nhất của nước nhà, toàn quốc sẽ long trọng kỷ niệm 1.000 ngày chiến đấu của đồng bào miền Nam. Báo Nhân dân ra ngày 22 tháng 6 năm 1954 đăng bài cần phải xem báo đảng, trong đó bác nhắc nhở đảng ta mạnh vì đảng ta tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, suốt từ trên xuống dưới. Tờ báo của đảng có nhiệm vụ làm cho tư tưởng và hành động thông suốt và thống nhất. Tờ báo đảng như là những lớp huấn luyện giản đơn, thiết thực và rộng khắp. Nó dạy bảo chúng ta những điều cần biết làm về tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo và công tác hàng ngày nó giúp nâng cao trình độ chính trị và năng suất công tác của chúng ta. Nếu cứ cắm đầu làm việc mà không xem, không nghiên cứu báo đảng, thì khác nào nhắm mắt đi đêm, nhất định sẽ lúng túng, vấp pháp, hỏng việc. Ngày 22 tháng 6 năm 1955, rời Hà Nội đi thăm chính thức Liên Xô và Trung Quốc, bác tuyên bố. Tin chắc rằng cuộc đi thăm này sẽ thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và chính phủ nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa với nhân dân và chính phủ hai nước bạn. Ngày 22 tháng 6 năm 1947, Bác Hồ khẳng định, trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc. Địa vị những người trí thức ái quốc Việt Nam sẽ là cùng với toàn thể đồng bào, kiến thiết một nước Việt Nam mới, một nước Việt Nam thống nhất và độc lập, dân chủ, tự do, hạnh phúc. Xuyên suốt quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định trí thức là một bộ phận quan trọng của dân tộc Việt Nam trong các tầng lớp xã hội, người sĩ phu chiếm vị trí hàng đầu. Khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, Nguyễn Ái Quốc kêu gọi trí thức cùng các tầng lớp nhân dân khác hãy ủng hộ Đảng, gia nhập đảng để đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc